Vì rất bận rộn nên mình sẽ làm bình nước để tưới cho cây mỗi ngày bằng cách tận dụng lại những cái vỏ chai nước suối và bằng những dụng cụ rất chi là đơn giản, ví dụ như một thanh thép nhỏ mình hơ nóng lên, mình dồi vào những cái nắp tạo thành những cái lỗ. Như vậy nước sẽ chảy ra mỗi ngày. Con đặt thấp thấp xuống này để mọi người cùng xem. Rồi. Cái này nó to quá mà. Đâu có gì. Ok, đã xong. Cái chân nó quay đi như thế này. Cái này rất đơn giản và dễ làm, ai cũng có thể làm được. Bạn Nhí nhà mình mới đi học về giúp mình làm những bình nước để tưới cây luôn. Cái gì ghê. Nó in liên tục luôn rồi mẹ. Ghê quá. Cái nắp này con mới làm được 3 lỗ không? Cha mẹ phải làm thêm những lỗ nữa cho mẹ mượn. Nào. Thế là phải ấy thì quanh. Con làm nhanh ấy, thì làm một lần là lần hơn của mình sẽ được nhiều lỗ. Làm chậm cái thanh nha, thanh sắt này nó nguội. Nó nguội là mình không có dí được. Nó không có chảy ra nữa ra. Mình mới làm được 3 lỗ thôi. Thì giờ mẹ đừng quay phim cho con xem. Cho uống nước mẹ. Con khát nước. Con đi uống nước đi. Con uống nước rồi. Nước này nước mẹ vừa hứng để tưới cho cây. Con có làm cây không? Nè. 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 Cái này xong rồi, bạn lắp lại đơn giản vậy thôi. Lắp nước sẽ bạn như cái bình này mình làm xong rồi này, mình để vào đây. Mỗi chậu chỉ cần một bình này thôi nha, tại vì mình có nhiều chậu cây cảnh, mình làm 3-4 chai luôn để mỗi chậu một cái bình tưới đó. Khi mà nước xuống sẽ tạo bong bóng lên đấy, mọi người thấy không? Khi nước chảy xuống đất nó sẽ tạo bong bóng lên. Một chai nước này mình sẽ sử dụng được 1 ngày đến 2 ngày. Vậy là 2 ngày mình mới phải châm nước cho cây một lần, mà cây được tưới đều trong cả ngày, không có bị úng. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người nha. Nếu thích cái phương pháp này, hãy đăng ký kênh của mình và cho mình một like nha.